trận Iran vs Mỹ, tiễn đội tuyển Mỹ rời Qatar. 2 giờ ngày 30 tháng 11, trận Iran vs Mỹ, World Cup 2022 sẽ quyết định tấm vé thứ hai của bảng đấu. Mời các bạn cùng tham gia phân tích, bình luận trận đấu này. Phân tích soi kèo Iran-Mỹ. Sau khi Iran đã để thua 2-6 trước đội tuyển Anh ở trận ra quân tại World Cup 2022, họ đã bất ngờ gượng dậy thắng đội tuyển Wales 2-0. Trước lượt trận cuối, Iran lại đang có nhiều cơ hội để giành vé tấm vé thứ hai vào vòng mùng 1 tháng 8. Theo đó, tuyển Anh dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận, nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng đấu này. Iran xếp thứ hai với 3 điểm. Hai đội xếp sau là Mỹ và Wales đang lần lượt có 2 và 1 điểm. Như vậy, chỉ cần hòa Mỹ và Wales không thắng Anh ở lượt trận cuối, đội bóng châu Á của huấn luyện viên Carlos Queiroz sẽ cán đích trong top 2 và giành vé vượt qua vòng bảng. Sau chiến thắng 2-0 trước Wales, các cầu thủ Iran đang có được tinh thần hưng phấn và sẽ thi đấu với nỗ lực tối đa trong 90 phút tranh tài sắp tới với Mỹ. Iran từng 5 lần tham dự vòng chung kết World Cup và họ đều sớm dừng bước ngay ở vòng bảng. Vì thế, đây là cơ hội tốt hơn bao giờ hết. Điểm tựa tiếp theo dành cho Iran đến ở thành tích đối đầu. Theo đó, hai lần chạm trán Mỹ trước đây, Iran bất bại với một chiến thắng và một trận hòa. Tại World Cup 1998, Iran đã đánh bại Mỹ với tỷ số 2-1. Tất nhiên về phía Mỹ, nếu muốn cán đích trong top 2, đội bóng xứ cờ hoa phải bằng mọi giá đánh bại Iran. Mỹ sở hữu dàn cầu thủ được đánh giá chất lượng cao hơn Iran. Trận gần nhất Mỹ cầm hòa tuyển Anh 0-0 trong một thế trận mà họ tỏ ra ngang phân đối thủ. Nhưng vấn đề của Mỹ là khả năng dứt điểm. Trong trận gặp Anh, họ tung ra tới 10 cú sút nhưng chỉ trúng đích một lần và không ghi nổi một bàn thắng. Wei, Sazen, Kulitic không phải là cầu thủ gây đột biến Mỹ hòa cả hai lượt trận. Đã đá tại World Cup 2022 và nâng chuỗi thành tích không thắng lên con số 5 trận liên tiếp. Thông tin soi kèo Iran-Mỹ. Lịch sử đối đầu Iran vs Mỹ. Thống kê 10 trận gần nhất của Mỹ. Thống kê 10 trận gần nhất của Iran. Thông tin lực lượng Iran vs Mỹ. Iran, khả năng ra sân của Biranvin còn bỏ ngỏ. Mỹ, đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến Iran vs Mỹ. Mỹ 4-3-3 Stephen, Des, Newman, Long Robinson, McKenney, Adam, Musa, Way, Ferreira, Politic. Iran 4-3-3 Hossein, Moharami, Kanani, Hosseini, Hasafi, Ezatollahi, Amiri, Ansari Fat, Jahanbakhsh, Taremi, Atmal. Nhận định của chuyên gia Katko Sanvinh. Dự đoán tỷ số Iran 1-1 Mỹ. Mùng 9 tháng 11 trận gần đây của Iran và 5 trận liên tiếp trước đó của Mỹ khép lại với chỉ tối đa 2 bàn mỗi trận.